Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Rồi. Ôi. Hello, xin chào bạn nha. Chào mừng bạn đến với channel mình là HTTV Live. Trước khi vào video nhớ like, share, đăng ký channel mình. Nhớ mọi nha, và nhớ đăng ký mọi tất cả anh em tối nha. Còn dừng lại kia nhận gì mình á. Rồi, các bạn cũng đừng quên tham gia group Facebook Live Sinh Tố và tham gia luôn cả fanpage mình đó. Và các bạn cũng hãy nhớ đăng ký thêm kênh đó chính là Biệt Đội Sinh Tố, xem mình livestream và tất cả người trong team tối livestream nha. Và bạn cũng đừng quên tham gia vào Discord đó nha, để nói chuyện với các em mình. Hôm nay mình có một chuyến đi phiêu lâu nữa bạn ơi. Tại sao mình rất là thích đi khám phá những khu vực xung quanh á. Ở gần lại Sinh Tố mà khu này đúng đẹp luôn á. Dạ chưa, mà hôm nay đi đâu ai biết đâu. Mình đi nghỉ dưỡng, tại thường là mọi người ở lại Sinh Tố làm việc liên tục luôn. Hôm nay mình trốn đi bạn ơi. Chỗ này có, ôi, chỗ này có chỗ tắm biển nè. Ủa gì vậy? Cái này vậy? Ủa mình nhớ mình lén đi mình mà ta. Bơi vô bờ. Ủa. Làm ơn đừng có. Dạ. Ủa ai vậy? Ủa cái tên quen ta. Sầu Yến. Cái quá. Ai Sầu Yến. Ai đâu qua đây. Ai Hải tới rồi. Thấy rồi nghe. Ai đi ông ngủ. Đi ông ngủ gì ai. Này tôi đi mình tôi nha. Ông đi qua đây làm gì này. Tôi hả. Tôi đã bữa giờ tôi theo dõi ông mà. Mất dạy. Tôi không theo dõi tôi ở nơi đây. Ủa theo dõi tôi làm gì. Ông định làm tôi cái gì đây. Ông là ông lén ông đi vì đặt nghỉ dưỡng ha. Rồi đi chơi không rượu. Giờ cho tôi đi chung với nè. Không hay sao. Giờ tôi đi mình tôi khám phá mà. Ê Sầu Yên đứng ngay chỗ này tới đây. Mơ đi. Dụ chứ gì. Cho tôi gớt hả. Mơ đi. Có gớt đâu thấy chưa. Trời ơi. Ông có gì chơi không. Móc cho tôi chơi đi. Có đâu. Phải hối hận. Còn quá trời. Ôi biến đi. Dạ lại tới. Cho tôi đi phiêu lưu mình đi. Cái gì. Đi. Ok. Trời ơi. Có đi không hả chị. Có gì. Ông định làm gì? Định đánh con Golem cho tôi đó, đánh tụi em mơ à? Cái gì tôi đâu có thải gì vậy? Tôi đâu có chơi hèn gì, tôi chơi hèn thôi. Rồi thôi, mình tiếp tục cuộc hành trình thôi. Mình coi đã cái cúp cái rèo ở đây nè. Gì đây? Bước ra khỏi cửa. Ê! Cái quái! Con quỷ đó đâu ai vậy? Ê! Ê! Ông làm gì vậy? Quê! Gượt đi! Ê! Sao quý ông chơi cái gì? Ê! Ui, chạy. Aki-wugi, bắt đi Aki-wugi. Ê, ở đâu ngoài ông con coi vậy. Ui, nào ông dương lẹn của mình. Ăn thịt dương lẹn luôn rồi. Ai, Golem. Anh có anh đi hè nên tôi không có dám làm gì thôi. Chứ bây giờ ra khỏi làng rồi, quậy phá đi, cưng ơi. Tôi chết tạo cái đó. Được lắm. Golem, giữ nó, xử nó. Đúng rồi. Ôi, đánh nhau Golem kìa. Golem hả, mày tán gãy cái Golem. Còn cái sắc đó là. Cái gì? Golem. Ê con này mạnh nha. Quay. Ai ông kiếm được ăn đó vậy. Đập. Ông nhớ. Bây giờ chúng ta cùng chơi chút tiệm nha. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15. Chạy. Có chân kia. Ông Sầu Yên này ông được lắm. Ông nhớ. Rồi quýnh tôi nè chị. Lại quýnh tôi nè hả chị. Nó chạy tới kìa. Ui nè cái đổ bạn ơi. Ôi ông Sầu Yên ông nè quýnh tôi nè chị. Quýnh tôi là lại quýnh tôi cái nè. Ôi mày y mày không có khi. Chạy ê có nè không hả chị. Có gì ông muốn làm trò gì vậy. Y nó đi cho dí sáng vậy. Ui gì thấy một con vậy. Ông có cách gì hội quỷ đó. Được lắm nhớ đó tôi đi đây. Ôi rồi đi nè hả chị. Nó chứ giỡn thôi nè cho mượn nè. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ê, dạ, xài thử không? Đâu đâu, xài thử không? Nè, xài thử nè. Ôi, trời tối luôn rồi. Gì dưới này ba con hút ghi luôn. Ôi, giỡn dưới theo mình rồi. À đúng rồi, cho nó té xuống ốc. Mày ngon mày té xuống đây. Ê, sao nó thông minh vậy? Ui, nó chạy kìa. Ui, nó chạy kìa bạn ơi. Các bạn thấy không? Nó chạy. Thôi đó. Ui, chạy. Nhặt đồ nhanh, thôi. Mình đi kiếm gì đó, mình phải kiếm cách trả thù. Ông nhớ đó Sầu Yên. Ông nhớ đó, tụi nó chạy theo kìa. Mày trốn, chạy trốn thấy con này cũng được. Ê, được lắm cái ngày nghỉ dưỡng của mình. Ông chiếm luôn rồi. Ôi, hình như hai con, mấy con, ba con rồng dí theo mình rồi. Ui, con. Ôi,
chén đi chứ, này nghỉ dưỡng của mình mà trời. Ê, còn dí theo vậy? Ôi, hai con luôn. Ôi, dí theo mình tới chừng nào đây, ghê quá à. Trời ơi, ít vậy? Kiếm tự tháp rồi. Từ 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 từ, mình chui vô đây, được, chui vô đây cho anh bọn nó khỏi chui vô. Lắp chỗ này tới thui trời. Nó có ngoài đó không ta? Ôi, thì mong làm có. Ủa, tối thui à các bạn ơi. Ê, ôi, trời, cái quát. Xin vĩnh biệt cô. Nó nhai mình được luôn. Ê, cháy quá à. Mình chui vô trong đó rồi mà. Trời ơi, ông Sà Huy, ông nghỉ dưỡng trong kia luôn rồi, trời ơi. Thì đi ba con nó để ở chỗ kim từ tháp rồi. Mà cách nào mình nhắm chặn nó đường mà sao nó đi vô được hay vậy? Cay quá bạn ơi, giờ sao đây? Ê, nó chạy tới chúng mình luôn kìa. Oh my god. Giờ phải làm sao vậy? Mình lấy cái đuốc đi, mình lấy cái đuốc cái này hơi tối. Ê, ui, chết nữa rồi. Ủa, ông Sà Huy, ông nhớ đó. Lấy cái đuốc, trời, sao nó không giết ông ta? Cay quá bạn ơi. Con quỷ, ủi nó chạy tới kìa. Nhanh, mình cần lấy lại những cái đồ của mình bị mất hả bạn ha. Ôi ôi, mình nhảy qua đây cái. Ui, chui vô trong đó nhanh quá được. Có đuốc rồi. Đồ mình đâu, đồ mình nảy rớt đâu. Ừ, lấy hết. Ôi, ghê quá bạn ơi. Giờ, mình không biết con quỷ đó có vô được trong đây không nữa. Ừ, ghê quá à. Thôi chắc mình xuống đây mình coi có dưới đây có gì không ta. Xuống, lắp cái đường lên trên lại được. Rồi, ok. Xuống đây. Chắc mình ở dưới đây luôn quá trời. Đập này đi trước nè. Ok. Ôi giờ sao đây, một con ở trên đó rồi. Ủa giờ mình mới vừa thấy trứng vậy. 096. Ủa này trứng bon đó ta. Ở trong đây coi nè. Sắp yên ngựa vàng. Ok. Mình sẽ lấy những món này vàng luôn. Ngon. Nhưng mà trứng này trứng gì vậy? Không gì ta, 096 như thế này là SCP đúng không ta? Really nigga. Nghĩa là mình có thể dùng cái con quỷ này chiến đấu với Sà Huy. Được lắm. Ê, con quỷ kia còn trên kia không ta? Còn hút kia đâu ta? Ôi, nó đứng ngoài kia kìa. Được lắm. Giờ mình sẽ nấp trong đây đợi tới sáng ha bạn ha. Để đợi Sà Huy mới được. Để tới sáng mình xử ổng mới được. Ôi, trời sáng hả? Mình đi chạy về mới được. Ôi, nhanh. Gì á? Quá trời vậy? Không lẽ ông Sà Huy nó làm cái gì rồi? Ôi, Sà Huy ông đâu rồi? Ông với em làm cái gì vậy? Thật kỳ vô ghi. Ông bon nữa kìa. Ui ghê quá. Ủa vui mà, trời. Ôi. Không được lắm, ông dám bon trời. Ui. Gì vậy? Ê, hình như buổi sáng nó không dí mình. Nhưng mà ghê quá à. Không được lắm, giờ tôi chiều hồi con này ra cho ông xem nè. Để coi con nào mạnh hơn. Cái gì vậy con vậy? Ôi con vợ. Ôi SCP 096 hả? Trời ơi, thời đại nào SCP 096 nè, xì bấm tiếp cho. Rồi. Vô cứng. Chết rồi. Không được lắm, ông dám chọc đi con SCP nó lên hả? Vậy nhìn kìa nó quằn quại kìa. Rồi nè, tôi chú quýnh cho nó quằn quại luôn nè. Không sao, Chúa phù hộ em nha. Ôi, nó làm gì vậy? Mày chắc mẹ ai vậy? Ôi, nó làm gì vậy? Sao nó kẹt trên không vậy? Thôi, ông chạy á. Giết nó đi, vậy? Giết ông Sà Huy kìa. Tôi mà chạy à. Ôi, nó phải chỗ rồi. Bạn chó bạn xe. Nó tao. Rồi. Á đồ. Á. Thôi. Ôi, con SCP mình không làm gì đâu mà nó giết ông Sà Huy kìa bạn ơi. Ôi, nó kiếm được vị trí của ổng rồi kìa. Cay thế nha. Sà Huy nó giúp, muốn giúp ông nè. Một cây. Ê. Rồi, ôi. Chết hết luôn. Cái gì? Lầy nè con. Ôi, mấy con này sao mày nằm một đống ở đây rồi hết gì? Ôi. Giờ là SCP làm thống trị nha ông. Muốn không? Ôi, bình tĩnh nào bạn ơi. Bình tĩnh nào bạn ơi. Tôi sẽ giết hết tất cả các con của ông luôn. Vậy. Quýnh lộn á. Đó. Này, anh giống bon vậy này. À, biết vị trí của ông rồi. Rồi, anh như ông nhìn thấy mà mặt nó. Ý trời. Ui, con kia vừa lao tới. Chết lắm sàn luôn kìa. Ôi, bình tĩnh anh, bạn trẻ. Muốn được con SCP tôi giúp không? Trời ơi. Ôi yeah. Amazing, good job em. Ê, nó chạy vô làm các bạn ơi. Ui ôi, nó giết một con luôn. Ôi, chết luôn. Ôi, mấy con kia chết liên tục luôn kìa. Phản chủ, mấy con quỷ nó phản chủ. Phản chủ à, như ông bon nha, cái này nè bạn. Mình cho SCP nhìn thấy mặt ổng. Sà Huy, ngon nhìn tôi coi. Ngon, nhìn nè. Ngon nhìn nè.
Ôi, bị chạm liệt luôn. Giúp đỡ một tay nè. Cày thế nhờ. Ê anh, cày thế nhờ. Ôi, SCP là trò cuối cùng tiến lết luôn kìa. Ủa làm gì vậy? Mày ơi, nó đau khổ rồi mày ơi. Mày con quỷ, tụi mày sẽ bị nhịn ăn. Trời, ôi, nó lao kìa. Ôi, ôi, ấy á. Ôi. Cày thế nhờ. Rồi, nó nhìn thấy ông Sầu Nguyên rồi mày ơi. Mình chắc chắn nó đã nhìn thấy ông Sầu Nguyên rồi. Trời ơi, chị tới nè. Ui trời. Trời ơi, SCP nó giết kìa. Trời nằm luôn. Ôi. Nào các con của ta, các con. À, cái trứng của ổng đây rồi. Mình nhặt được trứng của ổng rồi. Quay. Ôi trời. Nó lao một lượt ba con luôn. Nó lao một lượt nó giết hết ba con của kia của ông luôn nha. Tôi đặt tên. Tôi là lấy được cái trứng của nó rồi. Ơi. Tôi lấy được trứng của nó rồi nha, Sầu Nguyên. Đặt ở đây nè. Ôi. Ôi. Nhưng mà ổng sao trời. Đó, đó. Thấy sao hả? Ôi, sợ gì? Trời, ngon rồi mày bắt tao nè, mấy thằng gà. Ôi, mấy thằng gà ơi, không sợ mày ơi. Dạ. Này, coi này, xuống quýnh cho con. Ê, trời ơi, ôi. Trời ơi, ôi. Ê, hình như, ủa? Có ai nhìn vô mặt nó đâu ta? Ôi, ôi, vụ gì vậy? Ôi, các bạn nhìn nè, chuẩn bị nó lao nè. Mẹ ơi, nguyên một đàn hắc yêu kia đang đứng ở đây ơi. Ôi trời, nó giấc một lượt luôn kìa. Con kia. Sao biết? Thôi. Trời ơi, trời. Đệ tử của tôi, ai ơi. Đệ tử của ông hả, trời ơi. Nó bị con SCP nó lượt qua một đường luôn. Mày còn sống vậy? Thôi ơi trời. Dạ chịu về lan tối chưa? Đuổi ông về luôn bạn ơi. Dí. Dạ lan tối đi. Đừng có dí. Này làm cho khách cái mặt rồi, đấm bắp cái cô đấm hai con kia như đấm bắp thương rồi bạn ơi. Rồi thôi tạm biệt ông nha Sầu Nguyên, về lại lại tối đi, không có chừng bị giết nữa bây giờ đó. Rồi mình nghi ông này kéo nguyên cái lũ này về làng quá ta, mình đặt làm giật hết cho mình hoài. Rồi đây ngồi rồi ổng cũng gà đó à. Ồ con kia nó chơi đã luôn mà. Ờ được rồi, thôi video đến đây chúng ta già, cảm ơn mẹ thôi video nha. Nếu như mày nào thích video này nhớ like, share, đăng ký cho mình. Nhớ ủng hộ nha, và nhớ quan kiếm hộ tất cả người em đó nha. Bye bye. Chúc bạn ngày tốt lành. Chờ con quỷ kia nó tạo dáng rồi. Bye bye. Những bạn nào thích mình đăng những nội dung trên Facebook, hãy nhớ tham gia vào link fanpage của mình nhé. Mình để dưới phần mô tả đó, và bạn hãy vào click vào cái lượt thích này để theo dõi những video mới của mình nhé.